Vâng, Nhật Hưng mến chào quý vị. Với không khí xuân rộn ràng của năm Giáp Thìn 2024, nhân dịp này Nhật Hưng xin kính chúc quý vị có một năm an khang thịnh vượng, tất cả những điều tốt đẹp nhất đến với từng nhà, và rất tri ân quý vị đã 6 tháng qua tương tác và xem kênh cho Nhật Hưng. Điều đó Nhật Hưng rất cảm thấy hạnh phúc. Cho chính vì vậy, hôm nay Nhật Hưng sẽ hát với một không khí không âm thanh, với một không khí ngoài trời, chung quanh đều là cây cối và bông hoa, để cho quý vị cùng với Nhật Hưng cảm nhận không khí Tết. Nếu chúng ta cứ xài âm thanh mãi thì chúng ta không nhận ra màu sắc xuân cũng như những không khí xuân đang tràn về. Nhân dịp đây, Nhật Hưng cũng xin nhắn nhủ với một tấm lòng chân thành đến với Google cũng như kênh YouTube đã tạo một cái sân chơi. Chúng ta chưa bàn đến chuyện lấy tiền, nhưng chỉ có một cái sân chơi cho chúng ta được nuôi dưỡng tinh thần và đem hết khả năng nghệ thuật cũng như về mọi mặt khác, để chúng ta có một sân chơi lành mạnh. Nhật Hưng thay mặt những người đang tham gia trên kênh YouTube rất cảm ơn nhà sản xuất YouTube cũng như Google. Giờ đây Nhật Hưng sẽ gửi đến bài hát Đầu Xuân Lính Trúc của hai tác giả Hoài Linh và Tấn An. Chúng ta cảm xem là hai tác giả này nhắn nhủ gì với người yêu mình trong ngày xuân và đang làm nhiệm vụ ở biên cương. Chân thành anh chúc em đầu
đem sang giàu cho kiếp nghèo đói, tương lai lên màu như áo ngày vui, tương sang muôn người thấy người yêu linh. Nếu em biết cho rằng đời quân nhân sống đây đó không buồn, vì như thế năm ngoái sai hứa với em, tên không về chắc em ghét anh nhiều lắm. Và giờ đây xuân trời dần nhớ, xuân mình vừa nở em như vừa ý chưa. Và giờ đây xuân trời rực rỡ, xuân mình vừa nở em như vừa ý chưa. Chúc mừng năm mới quý vị.